Bây giờ chúng ta sẽ sang đến thực hành cái bài thứ hai này, đó là chúng ta Đúng tạo rồi, nó đúng thành cái hình hộp. Các bạn nhìn thấy màn hình của cô rồi đúng rồi. Vâng ạ, em nhìn thấy rồi ạ. không? Rồi, ok. Cô nhắc lại cái công cụ xô nghiêng nhá. Đó là gì ạ? Chúng ta vẽ một cái hình bất kỳ ra và chúng ta muốn cái hình này nó xô. Cô để một chút cái đường viền cho nó đẹp. Với công cụ xô nghiêng để tạo thành cái hình hộp, chúng ta sẽ giữ an này, cô kéo nó ra. Quá trình giữ an, các bạn giữ thêm shift thì thấy nó sẽ thẳng hàng đúng không? Nó xuất hiện cái chữ interact này, thì chúng ta nhả chuột ra thì nó sẽ bám đúng. Ở đây cô sẽ cho nó một cái màu khác tối tối hơn một chút cho dễ hình dung này. Tiếp cái cạnh này cũng thế, giữ an kéo lên, rồi chúng ta sẽ đợi nó xuất hiện cái chữ giao nhau á, đó là intersect ấy. Rồi chúng ta sẽ cho nó cái màu sáng hơn chẳng hạn. Rồi, cô tạo ra một cái đường xia này. Rồi, các bạn cẩn thận thì các bạn có thể tạo ra một cái đường gióng ở đây này, Ctrl R tạo cái đường gióng ra để cho biết là nó sẽ gặp nhau tại cái đường gióng đấy. Ví dụ cô kéo nó vào thấp xuống một chút và cô tạo cho nó một cái đường gióng ở góc này. Rồi bên này cũng thế, cô cũng sẽ tạo cho nó một cái đường gióng ở đây. Đó, tạo cho nó cái đường gióng ở đây. Và bây giờ cô sẽ xô nó chạm vào cái góc này thì nó ra cái hộp thôi. Tiếp vào đây, chọn công cụ xô nghiêng nằm trong cái nhóm scale này. Rồi, nhấp vào công cụ xô nghiêng. Nhớ là kích vào một cái cạnh để cố định nhá. Kích vào cạnh bên cạnh này cố định này. Rồi xô cạnh đối diện ra. Nhưng trong quá trình xô các em giữ shift thì nó sẽ khống chế không có chạy lung tung ra ngoài. Tiếp theo chúng ta chọn sang cái công cụ selection, mũi tên đen, nhấp vào cái đối tượng bên trên rồi lại chọn công cụ xô. Rồi chúng ta lại cố định cái cạnh dưới rồi xô cái cạnh trên, nhớ là giữ shift thì nó sẽ được hình hộp như này. Ok, vậy cái này nó chính là hình hộp này. Và bây giờ là chúng ta sẽ phải tạo nhiều hình nhỏ thôi. Tạo nhiều hình nhỏ thì chúng ta nhớ lại cái lệnh là copy theo khoảng cách cố định đúng không? Cô sẽ ném cái hộp này ra ngoài để chúng ta thực hành với cái đối tượng khác. Muốn cho nó đúng theo của cô thì các bạn có thể đặt luôn cái thước gióng vào đây. Cái này có thể nuôi giữa một chút. Chúng ta sẽ tạo ra một ô thôi nhá, một ô thôi bằng cách là cô sẽ vẽ một ô ở đây. Không cần nó phải chính xác bằng hay không, cô cứ vẽ đại một ô đây. Cái ô này có thể cô cho nó màu khác, màu xanh này đi. Cho nó chút đường viền để nhìn cho rõ này. Chọn đối tượng này, cho đường viền vào đối tượng này, cho đường viền màu đen một xíu thôi. Bây giờ bước tiếp theo là cô sẽ copy nó ra, đặt đúng vào cái đường gióng này cho nó. Bây giờ cô sẽ copy nó này, 1, 2, 3, 4, 5, tức là copy ra là 5 hình đúng không? Thì chúng ta nhớ lại cái lệnh là copy theo khoảng cách cố định nhân bản đấy, copy nhân bản theo khoảng cách cố định thì chúng ta di nó ra bên cạnh. Sau đó trong quá trình di giữ shift thì nó thẳng hàng. Xong rồi chúng ta nhấn Ctrl D để copy cái khoảng cách này. Đó, được 5 hình. 5 hình rồi, cô đẩy sát nó vào đây cũng được. À không, không đẩy, đặt ra ngoài đi. Nó chẳng liên quan đến cái đường dòng đấy cả. Tiếp theo là cái bên dưới này, chúng ta sẽ copy nó ra 4 hình. Thì cô copy cái cạnh này luôn, giữ An kéo xuống thì xong đó giữ shift thẳng hàng, sau đó chúng ta nhả chuột trước, nhả an và shift sau. Chúng ta nhấn Ctrl D được 4 hình. Tiếp theo chúng ta sẽ copy 4 cái hình nó sang bên cạnh này, giữ an kéo nó sang bên cạnh. Giữ shift về thẳng hàng. Copy tiếp ba cái cạnh trên xuống này, ba cái hình trên xuống này, ta sẽ được một cái hình như này. Đúng chưa? Là ta được một mặt rồi. Sau khi được một mặt rồi, các em nhấn Ctrl G để nhóm nó lại. Ctrl G hoặc chúng ta vào Object, chúng ta chọn Group để nhóm lại. Nhóm lại xong rồi thì chúng ta bắt đầu là xô nó thành một cái hình giống như thế này. Đó, xô ra thành hình như thế rồi chúng ta mới copy các đối tượng ở mặt trong sau. Để xô thành đối tượng như vậy thì cô sẽ copy sang bên cạnh này. Cách thứ nhất là giữ An. Các bạn copy ra đây này, xong các bạn scale nó vào đúng cái đường dẫn ở đây. Cách thứ hai là các bạn Ctrl C, Ctrl F nhân bản nó ra rồi kích vào cạnh này lật nó sang đây cũng ok không sao cả. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ tô cho nó cái màu tối hơn. Muốn tô cái màu tối hơn thì rất đơn giản, các bạn nhấp vào cái màu nội dung này này cho nó lên trên.
Sau đó kích vào cái màu đó, nó đang ở cái vị trí bình thường trên này, chúng ta kéo thấp xuống một tí là xong. Nó sẽ có màu tối hơn. Tiếp theo để copy cái cạnh bên trên thì chúng ta cũng giữ an kéo ra rồi giữ shift để thẳng hàng, sau đó di cho nó khớp nhau. Để di khớp nhau thì nó xuất hiện cái chữ interact kia, chúng ta nhả chuột ra. Bây giờ các em nhấp vào đây và các chọn nên cái màu sáng hơn. Rồi bây giờ các em kéo xuống, không còn giữ gì cả, cho nó vào đúng cái vị trí thước gióng này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ scale cho nó gặp nhau ở cái điểm này. Nhấp vào đối tượng đầu tiên, chọn vào công cụ shear tool, cố định nó ở cạnh đáy, rồi kéo cái cạnh trên. Nhớ là trong quá trình kéo các bạn giữ shift nhé. Không giữ shift nó sẽ như này này, nó lẩy linh tinh này đó. Không giữ shift nó sẽ như thế. Nhưng chúng ta giữ shift thì nó sẽ định hướng được, nó không bị nhảy lung tung. Tiếp theo, lại chọn sang công cụ selection, viết tắt là V. Rồi chúng ta nhấp lại sang cái đối tượng bên dưới. Rồi chúng ta chọn sang công cụ shear. Rồi lại cố định nó ở cạnh trái. Rồi xô cái cạnh phải lên. Xô cạnh phải lên. Đó. Lúc này chúng ta sẽ được cái cạnh bên phải này. Đấy là xong cái hình hộp nhá. Xong cái bên ngoài. Thế còn vấn đề bên trong thì chúng ta copy kiểu gì? Đơn giản, các bạn chỉ cần chọn bên trên này. Giữ an kéo xuống bên dưới. Quá trình giữ nhớ là giữ shift thẳng hàng. Đó thì được cái mặt đáy dưới. Nhưng mà nó lại đang nằm đè lên trên cái mặt trên này này. Thì chúng ta chỉ cần nhấn phím Ctrl cộng với Shift cộng với ngoặc vuông mở, nó sẽ đưa xuống dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ copy cái cạnh bên này sang cạnh bên trái. Chúng ta sẽ giữ An cộng với giữ Shift để nó thẳng sang cạnh bên trái. Rồi chúng ta lại nhấn Ctrl cộng Shift cộng ngoặc vuông mở, nó sang cạnh bên trái. Còn cái cạnh trước này đưa ra cạnh sau thì không cần giữ Shift bởi vì nó không có thẳng hàng. Thì chúng ta chỉ cần giữ An để kéo ra mặt sau. Rồi nhấn Ctrl cộng Shift cộng ngoặc vuông mở thì nó nằm xuống dưới cùng. Đó, vậy là chúng ta xong cái hộp rồi. Rất là đơn giản đúng không? Xong rồi cái hình hộp rồi, chúng ta có thể xóa cái đường gióng này đi.